Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Hà Nội truy cùng diệt tận các nhà hoạt động dân chủ Ngày 3 tháng 1, AFA tiếng Việt có bài Chính phủ Hà Nội truy triệt để những tiếng nói phản biện AFA cho biết, ngày càng nhiều nhà hoạt động dân chủ nhân quyền tại Việt Nam bị các cơ quan chức năng bắt giữ và kết án nặng khiến những người còn lại trở nên kính tiếng và im ắng hơn Tuy vậy, trong vòng 6 tháng trở lại đây, qua tìm hiểu của AFA, không ít nhà hoạt động trong nước đã bị an ninh mời làm việc, thậm chí là bị công an xông thẳng vào nhà bắt giữ như trường hợp của nhà hoạt động Phan Văn Bách, cựu thành viên của kênh truyền hình độc lập CHTV. Hình ảnh bài trên AFA. AFA dẫn lời một nhà hoạt động ở Hà Nội cho biết, năm ngoái nó còn mời hết lượt, tôi từ chối nhiều quá nhưng họ vẫn đòi gặp thì tôi phải chịu gặp ở quán cà phê. Nó nói rằng những người có tiếng tâm là nó bắt hết rồi, nó cũng nói thẳng là giờ đến những con cá nhỏ khác dọa xong thì nó chơi đòn tâm lý khuyên tôi nên nghĩ tới gia đình vợ con nói thật là tôi cũng ngưng hẳn rồi giờ mà tôi bị tóm thì gia đình tan nát hết còn lại những ai mà nó điểm mặt là hay lên mạng viết bài tham gia những hoạt động là nó mời hết những người làm YouTube thì bị bắt ngưng làm nếu không nó sẽ bắt có người mời mãi không được là nó sọc luôn vào nhà một nhà hoạt động ở sài gòn cũng được afa dẫn lời nói tôi bị mời làm việc ba lần nó trao đổi hạch hỏi về những chuyện ngày xưa mình đã làm thứ hai là nó cố bắt mình phải chứng minh facebook đó là của mình hỏi về những hình ảnh clip và phóng sự nước ngoài làm về mình nó răng đe bây giờ hồ sơ đã đầy đủ rồi cho đi tù lúc nào là chuyện của nó tôi nghe nói giờ đang có chiến dịch bắt hết những người từng có hoạt động đấu tranh ngày trước dù là bây giờ họ còn hoạt động hay không hình ảnh nhà hoạt động Phan Văn Bách và lệnh tạm giam. AFA dẫn ý kiến của một nhà hoạt động khác cũng ở Sài Gòn nhận xét. Mấy năm nay, Bách ngưng để kiếm miếng cơm manh áo, nhưng mà tụi nó có tha đâu. Nhiều khi mọi người sẽ thấy hụt hẫn là vì sao mình đã dừng lại rồi mà vẫn bị bắt. Mấy anh em lên tiếng giờ đã im lặng rồi cũng bị bực. Nhưng từ nay sắp tới những gương mặt gạo cội sẽ bị bắt nữa. AFA dẫn tiếp nhận định của cô Minh Trang, thạc sĩ chuyên ngành quyền và thực hành quyền, cho biết Tôi nghĩ hiện tại họ không phân biệt ai còn hoạt động hay ai đã ngừng hoạt động đâu. Có lẽ mục đích của chính quyền qua việc này là thứ nhất đe dọa và cảnh cáo những người còn hoạt động để họ ngừng lại những công việc họ đang làm. Chiến lược này cũng có hiệu quả vì Fred Hub mới đây đã tuyên bố giải thể để đảm bảo an toàn cho cộng sự. Tất cả những nhà hoạt động nổi bật ở Việt Nam đều đã bị bắt hết hoặc đã ra nước ngoài sinh sống nên chính quyền mời những người còn lại để làm việc nhằm thu thập thông tin và lập án mới rồi bắt những người mới. Mục đích là xóa bỏ triệt để phong trào dân chủ và hoạt động xã hội dân sự tại Việt Nam. Hình ảnh vợ chồng nhà hoạt động Nguyễn Tiến Trung đến Đức. Cuối cùng, AFA dẫn lời nhà hoạt động Nguyễn Tiến Trung, người bị chính quyền Hà Nội truy lùng số trong năm 2023 và đã đến Đức tị nạn vào tháng 12 vừa qua, đánh giá nhà cầm quyền sợ khi có biến động và có lực lượng dân chủ lãnh đạo thì người dân sẽ vùng lên để thiết lập chế độ dân chủ từ bỏ chế độ độc đảng toàn trị các siêu cường đang đối đầu nhau dữ dội từ ukraine đến đài loan điểm nóng đài loan và trường sa bộc phát sẽ khiến chính trị việt nam biến động giá lương thực và dầu hỏa từ chiến tranh ukraine cũng vậy bản thân đảng cộng sản cướp chính quyền được là nhờ vào thế chiến thứ hai kết thúc và có khoảng trống quyền lực trong nước, cho nên nhà cầm quyền sẽ tiêu diệt hết mọi mầm mống lãnh đạo dân chủ để không có đối lập lãnh đạo dẫn dắt người dân xây dựng chế độ dân chủ thành công. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của ngọc thơ thời báo. D với bản tin Hà Nội truy cùng diệt tận các nhà hoạt động dân chủ, thêm một nhà hoạt động bị tạm giữ mà không có lệnh tạm giam, tạm giữ. Ngày 2 tháng 1 năm 2024, AFA Tiếng Việt loan tin công an tạm giữ cựu thành viên của kênh YouTube CHTV nhiều ngày, gia đình không được thông báo. AFA cho biết công an thành phố Hà Nội tạm giữ ông Phan Văn Bách, cựu thành viên của kênh truyền hình độc lập CHTV Chấn Hưng TV, chuyên về dân oan sang ngày thứ năm nhưng không thông báo cho gia đình. Theo đó, ông Bách sinh năm 1975, bị công an thành phố Hà Nội đến tận nhà riêng ở đường Trung Tự, quận Đống Đa, ngày 29 tháng 12 để đưa đi. AFA dẫn lời bà Nguyễn Thị Liễu, vợ của ông Bách, cho biết hôm đó anh ấy bị như thế tôi không có ở nhà và cả nhà cũng không có ai ở nhà cả. Công an khu vực chỉ nói anh ấy được công an thành phố mời lên làm việc. Đến ngày mai, hôm sau, tôi lên đó thì hỏi về tình hình, người ta bảo là chị cứ để lại số điện thoại rồi cơ quan sẽ gọi giờ không biết là anh ấy đang ở đâu ngày trước thì có một vài lần người ta cũng triệu tập anh ấy lên đấy để làm việc nhưng mà xong thì chỉ có khoảng trong ngày là anh ấy được về rồi nhưng mà lần này đến nay là ngày thứ năm rồi hình ảnh bản tin trên afa phóng viên afa gọi nhiều lần vào số điện thoại di động của cảnh sát khu vực tên chung để xác minh thông tin bà liễu kể lại nhưng người này không nghe máy Phóng viên gọi điện cho đường dây nóng của công an thành phố Hà Nội, nhưng người trực ban nói là không biết thông tin về vụ tạm giữ ông Bắc. Theo AFA, ông Bắc tham gia phong trào biểu tình ở Hà Nội chống Trung Quốc gây hấn ở Biển Đông từ năm 2011, phong trào cây xanh năm 2015 và biểu tình chống Phọc Bô gây thảm họa môi trường ở ven biển miền Trung năm 2016. Ông cũng lên tiếng phản đối đàn áp người bất động chính kiến và ủng hộ dân oan trên Facebook, tham gia đòi người khi có nhà hoạt động bị câu lưu. Từ năm 2017, ông tham gia kênh YouTube CHTV, một kênh truyền hình độc lập sáng lập bởi tù nhân lương tâm Vũ Quang Thuận chuyên đưa tin về các vấn đề kinh tế xã hội của Việt Nam. Thành viên của kênh này còn có Lê Văn Dũng, Lê Dũng Vô Va, Lê Trọng Hùng, Vũ Mạnh Tuấn, An Tôn Tuấn, và Nam Phương tức Trần Thị Yến. Cả ba người thuộc kênh TV này là ông Thuận, ông Dũng và ông Hùng đều đang bị cầm tù về tội danh, tuyên truyền chống nhà nước. AFA dẫn lời ông Tuấn hiện đang ở thành phố Nha Trang cho biết hoạt động của ông Bác trong CHTV từ năm 2017 đến khi rời nhóm là năm 2019. Bách chả có một cái chủ đề nào riêng cả, cao hứng lên thì nói, đa số nói xoáy những cái xấu, những cái tồi tệ của chế độ của xã hội. Sau đó Bách tuyên bố là rời khỏi CHTV. Hình ảnh ông Phan Văn Bách. Ông Tuấn cho biết bản thân ông cũng bị triệu tập lên đồn công an và bị tra khảo về CHTV, nhưng được về nhà ngay trong ngày. AFA dẫn lời nhà hoạt động Phạm Thế Lực cho biết thêm, Cuối tháng 12 năm 2018, khi vào Lâm Đồng thăm một số bạn bè và người hoạt động ở đây, ông Bác đã bị an ninh địa phương đánh gây thương tích và buộc phải trở về Hà Nội. Vẫn theo AFA trong nhiều năm gần đây, ông Bác tập trung làm kinh tế. Theo trang Facebook cá nhân, ông cộng tác với một công ty đưa người đi xuất khẩu lao động ở một số quốc gia. AFA cũng cho biết trong nhiều năm qua, an ninh ở một số địa phương bắt giữ người hoạt động để tra khảo nhiều ngày rồi mới công bố lệnh bắt giữ và cáo buộc. Trường hợp gần đây xảy ra với thầy giáo dạy thực dưỡng Dương Tuấn Ngọc ở Lâm Đồng và cựu quản trị viên trang nhật ký yêu nước Phan Tất Thành ở thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 7 năm 2023. Hiện hai người đang bị tạm giam và điều tra về cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo điều 117 của Bộ luật hình sự. Cũng có trường hợp bị công an tra khảo trong nhiều ngày nhưng sau đó được trả tự do. Nhiều trường hợp của nhà hoạt động Lê Xuân Diệu, tức Diệu Lê ở thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 8 năm 2023. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin thêm một nhà hoạt động bị tạm giữ mà không có lệnh tạm giam tạm giữ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo chậm đi